Chào mừng quý khán thính giả đã quay trở lại kênh Thiện Tâm Audio, luôn cố gắng mang đến quý khán thính giả những chương trình hay nhất về Phật giáo nói riêng và cuộc sống nói chung. Rất mong được sự đóng góp ý kiến chân thành từ quý vị. Lời nguyền. Trong lịch sử nhân loại từng tồn tại bí ẩn về những lời nguyền. Lời nguyền thường được lưu truyền, đồn đại trong dân gian, hoặc có khi vì lý do nào đó phát hiện ra thì nó đã có từ rất lâu rồi, như lời nguyền kim tự tháp ở Ai Cập. Nhưng cũng có lời nguyền vừa được sinh ra do một sự kiện bi thương, như chuyện một cô gái lên cây cầu, để lại lời trăn trối rồi nhảy xuống dòng sông quyên sinh, trở thành nỗi ám ảnh cho người đời và thành lời nguyền trên dương thế. Hình thái lời nguyền là những lời tri âm dặn lại hay văn bản in ấn, điêu khắc vào nơi được lưu giữ, có khi là vô hình qua truyền tụng hoặc là những dư luận trong một cộng đồng người. Tuy chỉ là rất ít nhưng lời nguyền lại có sức lan tỏa ghê gớm vì sự linh nghiệm của nó. Đó là lời nguyền về kim tự tháp, lời nguyền của viên kim cương, lời nguyền về một ngôi chùa, lời nguyền về một cây cầu, một hang đá, một dòng sông, lời nguyền của người ra đi, lời nguyền cho một tình yêu bất tử. Lời nguyền thường để lại dấu ấn đặc biệt, lâu dài và đầy bí hiểm. Nó gây ấn tượng mạnh, chấn động tâm linh và thách thức giới khoa học về dự cảm phức tạp, khó hiểu và vô cùng đáng sợ. Hãy điểm qua một số câu chuyện xảy ra trên thực tế đã được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng và sách vở sẽ thấy sự bí hiểm lạ lùng của những lời nguyền. Lời nguyền kim tự tháp, đây là sự kiện nổi tiếng nhất, minh chứng về sự linh nghiệm và khó hiểu về lời nguyền xảy ra cách đây hơn 80 năm tại đất nước Ai Cập. Theo tài liệu đăng trên Việt Báo về kim tự tháp Tutankhamun, những lời nguyền chưa có lời giải, mô tả. Cho đến nay, người ta vẫn nhắc đến một tấn thảm kịch lạ lùng xuất hiện trong kim tự tháp. Ngày 27 tháng 2 năm 1929, khi nhà khảo cổ Lord Carnarvon và đoàn thám hiểm của ông đục phá chiếc cửa bí mật của kim tự tháp nổi tiếng Ai Cập để đột nhập vào khu mộ của vua Tutankhamun. Thế nhưng, khi vào bên trong, đoàn thám hiểm phát hiện ra một hàng chữ trên vách đá với nội dung đầy cảnh báo và đe dọa: kẻ nào dám quấy rối giấc ngủ của Pharaoh, vua Ai Cập, đều phải chết. Ít ai ngờ đó lại là lời nguyền rất linh nghiệm, nhất là đối với các nhà khoa học muốn mạo hiểm đột nhập vào ngôi mộ cổ của Pharaoh. Về sau, những người liều dấn thân khám phá kim tự tháp và đến bên quan tài của vua Tutankhamun đều đã phải trả giá. Trước tiên là cái chết của nhà khảo cổ Lord Carnarvon tại khách sạn lừng danh Continental, sau khi ông buông ra những lời như ngủ mê, ngớ ngẩn, tôi cảm thấy thích trốn địa ngục. Cũng trong thời điểm ấy, con chó ở nhà ông cách xa hàng ngàn dặm cũng chu lên từng cơn rồi lăn ra chết. Sau đó, cũng tại khách sạn này là cái chết của nhà khảo cổ Mỹ Arthur Mace, một thành viên trong đoàn thám hiểm trước đây với Lord Carnarvon. Tự nhiên kêu mệt mỏi rồi bất thình lình vùng dậy chạy về hướng kim tự tháp và đòi vào chỗ đặt quan tài của Pharaoh Tutankhamun lần nữa, mặc dù trong đêm khuya. Thế rồi ông nấc lên và chết. Tấm thảm kịch tiếp diễn với những nhà thám hiểm kim tự tháp ở Ai Cập, như đây, người đã chiếu tia X qua xác ướp của vua Tutankhamun, nhà công nghiệp Anh là Joel Gould, một trong những người đào hầm mộ của vua Tutankhamun, cũng tự nhiên chết sau một cơn sốt lạ kỳ, và người thư ký của nhà khảo cổ Carnarvon đột tử trên giường ngủ. Chỉ trong vòng 6 năm, sau cuộc khai quật mở cánh cửa bí mật kim tự tháp, đã có 12 người chết một cách bí hiểm dị kỳ, mà những cái chết này cho đến ngày nay vẫn chưa có lời giải đáp. Trong bài viết lời nguyền của các pharaoh Ai Cập trên báo Sức Khỏe và Đời Sống, tác giả Phạm Tiếp tổng hợp như sau. Pharaoh Tutankhamun, người khi làm vua ở tuổi lên 8, kế vị vua Ai Cập Akhenaten, đã chết đột ngột năm 1353 trước công nguyên,
ở tuổi 19. Cái chết của Tutankhamun để lại cho hậu thế nhiều nghi ngờ vì cho rằng ông bị giết hại. Qua các hình ảnh phim chụp điện quang, xương sọ của vua phát hiện có một vết giáng mạnh, cho thấy có thể là hậu quả bị ám sát do tranh cướp vương quyền. Ngày 3 tháng 11 năm 1922, quân tước Canavan và nhà khảo cổ học Howard Carter cùng đoàn khảo sát đã phát hiện lăng mộ Tutankhamun, vị pharaoh thứ 18 của Ai Cập. Việc tìm thấy này được coi như là một kỳ tích vì sự nguyên vẹn của lăng, đóng góp lớn cho việc nghiên cứu quá khứ với 5.000 di vật. Không chỉ giá trị tinh thần mà giá trị vật chất cũng cực kỳ quý báu qua khai quật. Trong ngôi mộ có khắc những lời nguyền, kẻ nào quấy rối giấc ngủ của vị pharaoh này, đôi cánh tử thần sẽ giáng xuống đầu y. Ta là người bảo vệ Tutankhamun. Ta sẽ dùng ngọn lửa của sa mạc đánh đuổi những kẻ đào trộm mộ. Điều kỳ lạ là lời nguyền trong ngôi mộ đã gây cho 22 người tham gia khảo sát lần lượt gặp tai nạn tử vong. Từ huân tước Canavan, vợ và người em trai của huân tước, giáo sư Red, nhà sinh vật học White, vua đường sắt Mỹ Gerut. Người bị nhiễm trùng, người thì bị thần kinh phân liệt, người bị mất tri giác. Tất cả cuối cùng đều qua đời, trừ tiến sĩ Carter còn sống đến 65 tuổi, nhưng con gái út của ông lại bỗng nhiên tự sát. Có lập luận cho rằng trong lăng mộ, để đề phòng người xâm nhập, phá hoại nên đã gài sẵn chất độc hóa học, chất phóng xạ hoặc vi sinh vật gây hại cho người. Nhưng rất khó giải thích là tại sao những công nhân Ai Cập trực tiếp khai quật lại bình an vô sự. Mọi nghiên cứu về bí hiểm này còn tiếp tục, nhưng lời nguyền xưa vẫn còn ảnh hưởng với khá nhiều người. Tác giả còn cho biết thêm về chuyện ly kỳ. Con tàu sang trọng và lớn nhất thế giới Titanic, ngày 15 tháng 4 năm 1912, trên đường đi từ cảng Boston, nước Anh sang Mỹ, sau khi va đập với một tảng băng trôi ở Đại Tây Dương đã gây ra thảm họa chìm tàu làm chết và mất tích hơn 1.500 khách và thủy thủ. Trong tai họa khủng khiếp này có một điều được nhiều người lưu tâm. Đó là trên tàu có chở một chiếc quan tài bằng đá, hiện vật được tìm thấy trong ngôi mộ cổ ở Ai Cập 12 năm trước đó. Một người Mỹ đã mua nó cho một bảo tàng của nước Mỹ và gửi tàu Titanic chuyển về. Ác nghiệt thay là có dòng chữ khắc trên quan tài: tất cả những kẻ chạm vào chiếc quan tài này đều chịu số phận nghiệt ngã, tất cả sẽ chìm xuống đáy đại dương. Theo tổng hợp của Khánh Huyền trong bài Sự thật bất ngờ về vị pharaoh nổi tiếng nhất trong lịch sử, đăng tải trên báo Đời Sống và Pháp Luật, sau khi mô tả về việc khai quật lăng mộ xác ướp nguyên vẹn của Tutankhamun để tìm lời giải cho cái chết bí ẩn của vị vua trẻ chưa đầy 20 tuổi đầy quyền lực này, cho biết: người ta vẫn tin rằng bên trong lăng mộ vẫn còn lời nguyền của xác ướp. Lời nguyền bắt đầu từ việc ngài Carnarvon, người tài trợ cho việc tìm kiếm lăng mộ vua Tutankhamun, và nhà khảo cổ học Howard Carter đã tiến vào khu hầm mộ của vua Tutankhamun vào tháng 2 năm 1923. Vào khoảng tháng 6 năm 1923, ngài Carnarvon đã bị một con muỗi cắn vào má và bị bệnh rồi sau đó qua đời. Ngay cả con chó theo chân nhà khoa học cũng được nhiều người đồn đoán là chết theo chủ của nó vào cùng một giờ. Theo các phương tiện truyền thông lúc bấy giờ, sự kiện này đã làm cho nhiều người đi đến kết luận rằng lăng mộ của vua Tutankhamun có lời nguyền. Có nhiều tác giả nổi tiếng đã đưa ra những lý luận của họ trên báo chí, như Mary Corelli. Tác giả có tiếng cùng thời đã khẳng định các chủ nhân Ai Cập đã cảnh báo: kẻ nào dám quấy động giấc ngủ của pharaoh đều phải chết. Dư luận về lời nguyền chỉ lắng xuống khi bức màn bí mật được vén lên. Chúng ta đều biết người chết có khả năng sinh ra chứng nhiễm trùng có thể rất nguy hiểm cho người sống. Rất có thể rằng những tay ướp mộ cổ đi vào mộ một thời gian ngắn sau cái chết của các vị pharaoh có thể bị nhiễm bệnh và vì vậy sẽ chết.
Rất có thể điều này dẫn đến niềm tin xa xưa về lời nguyền của xác ướp. Rõ ràng rằng cái chết của các Navon chỉ là một sự tình cờ ngẫu nhiên, bởi lẽ nếu như có thật một lời nguyền, thì lời nguyền đó phải nhằm thẳng vào Howard Carter, người khai quật lăng mộ. Nhưng ông lại sống thêm 17 năm nữa, và chết trước sinh nhật lần thứ 65. Trong khi đó, ông đã trải qua một thập niên làm việc dưới lăng mộ. Những người khác lại sống rất lâu và hạnh phúc. Tuy nhiên, chính sự kỳ bí của lời nguyền cũng làm tăng sự hiếu kỳ về đất nước Ai Cập. Có thể nói rằng lời nguyền chính là một phép lành dành cho ngành công nghiệp du lịch Ai Cập. Lời nguyền chết chóc của viên kim cương màu xanh hy vọng đăng tải trên VTC News nói về sự huyền bí như sau. Có xuất xứ từ năm 1642, viên kim cương nguyên thủy được tìm thấy tại mỏ kim cương Kolu ở Golconda và thuộc về bức tượng thần Sita, Ấn Độ. Đây là viên kim cương nổi tiếng với vẻ đẹp lộng lẫy nhờ màu sắc, kích cỡ, độ trong suốt, vẻ đẹp và lịch sử đặc biệt của nó. Viên kim cương có hình chứng, nhiều mặt sáng bóng và màu xanh sẫm rực rỡ, kích cỡ cao 25,6mm, rộng 21,78mm, dày 12mm và nặng 45,52 carat. Kim cương hy vọng được dùng làm mặt của chuỗi vòng cổ và người ta gắn thêm 16 viên kim cương trắng nhỏ khác bao quanh nó. Màu của viên kim cương là sự kết hợp của màu xanh da trời do nguyên tố bo tạo ra, có trong tất cả các viên kim cương màu xanh và màu xám. Từ khi bị đánh cắp tại một ngôi đền ở Ấn Độ, nó đã trôi dạt qua rất nhiều nơi và bắt đầu lời nguyền của nó. Điều đặc biệt của lời nguyền này là mang đến cái chết hoặc sự bất hạnh cho người chủ sở hữu nó. Bắt đầu từ nhà vận chuyển kim cương người Pháp Jean-Baptiste Tavernier năm 1642. Ngay sau khi bán nó cho vua Louis XVI, Tavernier đã gặp thảm kịch khi tới Ấn Độ. Ông bị một bầy chó hoang xé xác. Viên kim cương được nhận danh hiệu kim cương xanh của nhà vua và bị cắt thành hình trái tim. Sự bất hạnh của viên kim cương đã gây họa cho vua Louis XVI và hoàng hậu Marie Antoinette. Do đất nước bất ổn, cả hai đã bị chặt đầu trong cuộc cách mạng Pháp năm 1789. Trong cuộc khủng hoảng chính trị này, viên kim cương bị đánh cắp. Sau đó viên kim cương được tìm thấy ở London và thuộc quyền sở hữu của Hoàng hậu Tây Ban Nha Maria Luisa. Trong thời gian đó, viên kim cương được tạo hình lại bởi một nhà nữ trang người Hà Lan tên là Wilhelm Phôn. Ông chết trong đau khổ khi viên kim cương bị con trai mình là Hendrik đánh cắp và ít lâu sau Hendrik cũng tự sát. Năm 1813, Henry Hope mua viên kim cương và đặt cho nó là Hope Diamond. Viên kim cương đã gây cho gia đình Hope sự bất hạnh, từ giàu có dẫn đến phá sản. Sau khi Henry Hope chết, viên kim cương được để lại cho người cháu trai ông là Francis Hope. Năm 1901, Francis Hope xin phép tòa án cho bán viên kim cương khi bị chìm vào cờ bạc và phá sản. Viên kim cương tiếp tục qua tay nhiều người và gây nên tai họa. Hoàng tử Nga Kanitowski bị giết bởi những người cách mạng. Diễn viên Pháp Laurence Ladoux tự sát trên sân khấu. Chủ sở hữu người Hy Lạp Simon Monterais cùng gia đình qua đời sau một vụ tai nạn ô tô đâm vào vách đá. Nhà vua Thổ Nhĩ Kỳ Sultan Abdul Hamid II sở hữu viên kim cương, sau một thời gian ngắn cũng bị truất ngôi năm 1909. Viên kim cương tiếp tục cuộc hành trình tới Mỹ và thuộc quyền sở hữu của Pierre Cartier. Sau đó ông bán cho một bà giàu có nhưng lập dị là Evelyn Watts-Marlin. Khi nghe lời nguyền của viên kim cương, bà mua về với ý định biến nó thành bùa may, nhưng nó lại mang đến quá nhiều bất hạnh.
con trai bà chết trong một tai nạn ô tô, con gái tự tử, trong khi chồng bà lên cơn điên và cuối cùng chết trong trại thương điên. Sau cái chết của Evelyn McLean, năm 1949, viên kim cương được bán cho thương nhân New York, Harry Winston. Có thể bị ảnh hưởng về lời nguyền, Winston đã quyết định tặng viên kim cương cho Bảo tàng Lịch sử Tự nhiên Smithsonian và nó được trưng bày cho đến nay. Người ta còn cho biết lời nguyền của viên kim cương mạnh đến nỗi James Todd, khi chuyển nó đến bảo tàng trong một chiếc hộp bằng đồng, đã gãy chân vì bị xe tải đâm. Thảm kịch còn hơn thế nữa, khi vợ ông qua đời sau cơn đau tim, con chó của ông vướng xích và bị thắt cổ chết, cuối cùng căn nhà của ông bị cháy rụi. Mayzohi, diễn viên đã cố gắng đưa lời nguyền lên màn ảnh với 15 tập của bộ phim mang tên Bí ẩn của viên kim cương The Hope. Mặc dù nỗ lực của cô đưa lời nguyền đến với mọi người không mang lại kết quả, nhưng sự thật là viên kim cương này đã mang quá nhiều bi kịch thảm khốc đến cho nhiều người, kể cả người chủ sở hữu, người thân, cho đến những người liên quan gián tiếp với họ. Trên diễn đàn tuổi trẻ còn cho biết một số lời nguyền bí ẩn trên thế giới, đó là lời nguyền siêu nhân. Đây là chuyện về những người có liên quan đến nhân vật siêu nhân trong loạt phim truyền hình và điện ảnh trong gần 100 năm qua. Hai nạn nhân đầu tiên là hai diễn viên nổi tiếng nhất, George Rivers tự tử, còn Christopher bị liệt sau khi ngã ngựa. Các nạn nhân khác có Jerry Siegel và họa sĩ Dre Gaster. Hai người đã tạo ra nhân vật nhưng thu được rất ít tiền bởi công ty DC Comics nắm tất cả bản quyền. Một số người nói rằng Jerry và Dre đã áp đặt lời nguyền lên nhân vật viễn tưởng này bởi họ cho rằng mình bị đối xử bất công so với công sức bỏ ra. Do khiếp sợ trước lời nguyền này, rất nhiều diễn viên đã từ chối đóng vai siêu nhân trong những phiên bản mới nhất. Trong số 10 diễn viên tồi tệ nhất, chỉ có Paul Walker là không hề hấn gì, nhưng Paul đã giết chết nhân vật anh đóng hơn là bị siêu nhân làm cho điêu đứng. Hòn đá Bjorktop, đây là một trong số những hòn đá tìm thấy ở Thụy Điển từ thế kỷ thứ 6 sau công nguyên. Chúng cao đến 4,2 mét, một số hòn xếp thành vòng tròn, trong khi những hòn khác đứng một mình. Trên hòn đá Bjorktop có khắc dòng chữ Ta, chủ nhân của những hòn đá che giấu sức mạnh của chúng tại đây. Anh ta sẽ ngập tràn tội lỗi xấu xa, phải chịu cả cái chết âm thầm nếu là người phá vỡ tấm bia mộ này. Ta tiên đoán được sự hủy diệt. Thế rồi chuyện đã xảy ra. Cách đây lâu rồi, có một người đàn ông muốn dịch chuyển hòn đá để có thêm đất canh tác. Anh ta chất củi xung quanh để nung nóng, sau đó dội nước để làm vỡ hòn đá. Không khí lúc ấy cực kỳ yên lặng. Nhưng khi anh ta vừa châm lửa, thì một cơn gió đột nhiên xuất hiện chuyển hướng ngọn lửa khiến cho tóc của anh bốc cháy. Anh ta lăn lộn để dập tắt lửa, nhưng nó đã lan ra quần áo bùng cháy thiêu anh trong đau đớn tột cùng. Lời nguyền tiếp Pecano. Vào năm 1840, William Henry Harrison lên nắm chức Tổng thống Mỹ với khẩu hiệu Tiếp Pecano và Tyler Tu, ám chỉ việc ông tham gia vào trận chiến Tiếp Pecano năm 1811. Một năm sau, William Henry Harrison qua đời. Kể từ đó cho đến khi Ronald Reagan lên nắm quyền năm 1981, mỗi tổng thống được bầu lên đều ra đi khi vẫn còn đang ở nhiệm kỳ của mình. Đó là các vị tổng thống: William Henry Harrison năm 1840 chết tự nhiên, Lincoln năm 1860 bị bắn chết, Garfield năm 1880 bị bắn chết, McKinley năm 1900 bị bắn chết, Harding năm 1920
chết tự nhiên. F. Roosevelt, năm 1940, chết tự nhiên. Kennedy, năm 1960, bị bắn chết. Một điều thú vị là nếu âm mưu ám sát nhắm vào Reagan thành công, thì ông cũng đã chết trước khi kết thúc nhiệm kỳ đầu tiên của mình. Trong số những tổng thống Mỹ đó, có Kennedy lại bị những tai ương liên tiếp ập đến gia đình một cách kỳ lạ như một lời nguyền. Gia đình Kennedy có vài thành viên chết trẻ. Đó là hai anh em John F. Kennedy và Robert F. Kennedy bị ám sát khi đang nắm quyền. Con trai của John F. Kennedy thiệt mạng trong một tai nạn máy bay. Chị gái của John F. Kennedy phải vào viện dưỡng lão vì bị phẫu thuật thùy não nhầm. Joseph Kennedy chết trong Thế chiến thứ hai. Edward Kennedy Jr. phải cắt cụt chân năm 12 tuổi. Michael Kennedy chết trong một tai nạn trượt tuyết. Còn rất nhiều lời nguyền linh nghiệm như lời nguyền Bambino ám chỉ chuỗi đen đủi cho đội bóng chày Boston Red Sox luôn luôn hứng chịu thất bại sau khi chuyển nhượng cầu thủ. Lời nguyền của dê Billy linh nghiệm về lời người chủ dắt con dê vào sân đấu bóng chày khi bị đuổi ra khỏi sân gây nên thất bại cho đội bóng. Lời nguyền từ chiếc Porsche của James Dean gây ra tai nạn thảm khốc liên tiếp khi sử dụng chiếc xe và lấy các bộ phận của nó thay thế cho xe khác. Lời nguyền của phù thủy nước Anh ứng nghiệm gây ra đau đớn khắp người và bệnh vẩy nến cho những người đào vào mộ tìm thấy hài cốt của 17 phù thủy. Trong đó có 16 nữ và một nam chôn tại nghĩa trang của nhà thờ sưu tầm Andrew S. sau khi bị treo cổ tại Talmud ngày 21 tháng 8 năm 1650 do thời đó thành kiến và buộc tội truy sát phù thủy. Ozzy là xác ướp tự nhiên có tuổi đời 5.300 năm, được phát hiện năm 1991 trong lớp băng vĩnh cửu trên núi Tiro, Italia. Theo những người tin vào truyền thuyết, thì linh hồn Ozzy rất tức giận vì bị phá giấc ngủ kéo dài 53 thế kỷ nên đã làm cho những người thám hiểm phát hiện hoặc nhìn thấy xác ướp của ông bị những cái chết đầy bí hiểm. Đâu đó, ở Việt Nam từng lưu truyền, đồn đại về những lời nguyền, bí ẩn về những dòng sông, cây cầu, hang đá, ngôi chùa, ngôi mộ, dòng họ hay chỉ là vật dụng trang sức. Về tập tục lạ ở vùng cao, báo Thanh Niên đăng tải bài Má Não Quyền Uy của tác giả Nguyễn Phúc cho biết. Chẳng biết từ bao giờ, người phụ nữ vùng cao Trường Sơn có tục đeo vòng mã não. Không riêng gì đồng bào Paco, Vân Kiều mà cả người Tà Ôi ở Thừa Thiên Huế cũng còn giữ tập tục này. Bởi khi sinh ra, mỗi bé gái đều có một chiếc vòng mã não cho riêng mình. Đó là chiếc vòng chỉ có một hạt mã não, là vật thiêng để giảng cợt, thần hộ mạng, chú ngụ. Ông Carey Sức, cán bộ văn hóa xã Tà Rụt, người được mệnh danh là nhà Paco học nói, vòng mã não này sẽ là linh hồn của mỗi người, sẽ ứng với cuộc đời người đó, không được cho, tặng cho bất kỳ ai. Nếu lỡ làm mất thì phải làm lễ cúng để làm lại vòng khác và khi chết cũng sẽ được chôn theo. Khi tình yêu xuất hiện thì cũng là lúc vòng mã não thể hiện uy quyền. Từ xưa, vòng mã não luôn là thứ không thể thiếu trong việc cưới hỏi của người Paco, Vân Kiều. Đó có thể là vật thách cưới mà bên nữ yêu cầu phải có, hay đơn giản là một kỷ vật biểu trưng cho tình yêu của chàng trai dành cho bạn tình của mình. Tùy vào điều kiện, vòng mã não tình yêu có thể gồm 3 hạt trên một sâu hoặc 4 hạt trên một sâu, gồm 2 chuỗi. Tương truyền, hễ con gái nhận vòng mã não của người khác, giới có nghĩa là trái tim đã thuộc về người đó. Vậy nên, dù cô gái có xinh như đóa hoa rừng thì các chàng trai bản cũng không dám để ý đến nếu cô đã đeo lên cổ một chuỗi hạt vòng mã não thể hẹn. Vì thế, nó cũng gây nên ngang trái khi có chàng trai yêu cô gái nhiều năm, định ngày dạm hỏi thì thấy dấu hiệu nàng đã thuộc về người khác. Mỗi thăng trầm trong đời người phụ nữ ở đây ít nhiều có liên quan đến chiếc vòng mã não
Khi còn là con gái, nếu không có vòng má não của thần bổn mạng đẹp thì trai bạn không yêu. Lựa chọn chiếc vòng nào cũng giống như việc chọn một người chồng, tốt xấu ra sao không thể thay đổi. Khi có gia đình mà trên cổ không đeo thật nhiều vòng má não cũng không được kính trọng. Người phụ nữ Paco khi đã có tuổi thì không bao giờ bỏ những thứ như vòng bạc, chuỗi má não ra khỏi người, vì như vậy rất dễ bị ốm. Họ cho rằng những đồ vật ấy đều có hồn vía và gắn liền ở trong đó rồi. Cho người khác mượn có nghĩa là cho cả linh hồn, nên sự giàu sang, quyền lực cũng theo đó mà tiêu tán. Theo những người già ở xã A Ngo, huyện Đắk Rông, tỉnh Quảng Trị, vì mỗi vòng mã não đều ứng với từng người, nên tự thân chúng cũng có lời nguyền. Điều kiêng kỵ nhất là vòng mã não bị mất, bị sứt mẻ, vì như thế tai ương sẽ giáng lên đầu chủ nhân. Trước đây, phụ nữ trong những gia đình giàu có, khi thấy vòng mã não bị dạn, sứt, họ phải nhường chuỗi mã não cho người nghèo, chấp nhận nhường một ít tài lộc của mình để người khác gánh tai ương cho. Sau đó, họ sẽ làm lễ cúng tạ tội, xin đeo một chuỗi mã não mới để thay đổi vận mạng của chính mình. Người trẻ hiện nay của những bản làng trên dãy Trường Sơn không còn tôn sùng vòng mã não như thế hệ trước. Dẫu họ đều có vòng mã não một hạt để thần bổn mạng trú ngụ, nhưng chỉ đeo khi có việc cúng quẩy trong nhà. Mã não chỉ là một loại khoáng sản, đá quý như các loại ngọc quý khác, dùng chế tác đồ trang sức và mỹ nghệ. Nhưng khi cho nó là vật quý hiếm và gán cho nó những ma mị, ly kỳ thì trở thành ám ảnh vào tâm thức con người. Vì ảnh hưởng của sự huyền bí, thần thánh hóa về mã não dễ trở thành chuyện dựng đặt để rồi mang theo những lời nguyền hư vô của người cuồng tín. Tác động mạnh đến tâm linh, sinh ra những hệ lụy mê tín dị đoan. Biết đâu có người bảo tìm được tảng mã não to tướng, rất đẹp, mang để vào nơi đỉnh núi đắc địa nào đó lập đàn cúng bái mặc định cho sự linh thiêng. Rồi mệnh danh tâm linh, đồn thổi vào những điều kỳ dị, hoang đường sẽ dễ dàng trở thành huyền bí lung lạc, đe dọa những người nhẹ dạ cả tin. Trên trang mạng Eva, Việt Nam đăng tải bài bí ẩn những lời nguyền ở Hang Nùa, Thanh Hóa cho biết, dù có tin hay không nhưng những gì xảy ra thì người dân cứ cho những lời nguyền của Hang Nùa ở bản Pù Luông là có thật. Mấy năm trước, khi biết tin đã có người phát hiện dấu vết sinh sống ở trong hang, đào được một ít vàng nên ông Khánh cũng lặn lội tìm đến và đào được một cái bình sứ nhỏ, có hoa văn rất lạ. Không có vàng cũng được mấy thứ đồ cổ có thể bán cho dân buôn, nên ông hí hửng ra về. Ông kể, thế nhưng đến chỗ cột đá và bệ rồng, bỗng dưng tôi nghe thấy một tiếng gầm. Rồi một luồng gió cực mạnh ào ào thổi đến, cây đèn măng sông cháy nổ, cháy xém hết quần áo. Tôi đau quá nằm ngất không biết gì nữa. Khi tỉnh lại, thần hồn nát thần tính, ông Khánh vội nhanh chóng thoát thân. Một thời gian sau, ông trở nên điên khùng, lơ nga lơ ngơ hàng tháng trời, cúng bái, chữa chạy mãi mới ổn định. Một người tên là Hoàng, ở thị trấn Cành Nàng cách đó 40 km, vào hang Nùa chơi, lấy được hai vật trông giống hai đồng tiền xu, mang về, từ đó liên tiếp làm ăn thất bại, liền đem trả lại chỗ cũ. Thế nhưng một năm sau bị tai nạn đá đè chết khi đang ngủ ở công trường dưới chân núi. Một thanh niên ở bản Hin gần đó vào bẻ thạch nhũ trong hang về làm đồ trang sức. Rồi khi đi qua bãi nổ mìn khai thác đá bị đá văng gây tai nạn. Vết sẹo do đá văng, ai nhìn cũng thấy giống cửa hang Nùa đến thế. Về sau, anh ta cứ dở dở, hâm hâm, bỏ nhà ra đi không thấy về. Cho đến một hôm, có đoàn khảo sát địa chất đến muốn làm phép thử nước. Thế là ba người khê nệ mang một bao tải muối chui vào hang Nùa. Nhưng vừa vào thì có cảm giác như động đất rung chuyển, bầu trời xám xịt, rồi mưa lớn đổ xuống ầm ầm. Cả đoàn sợ quá lên xe chạy thẳng, không dám quay lại làm nữa. Báo điện tử người đưa tin nói về bí ẩn lời nguyền ở ngôi chùa không có nhà sư như sau.
Ngôi chùa Bể Thế có độ tuổi đến vài trăm năm, rêu phong cổ kính nhất nhì miền Bắc, thế nhưng không có bóng dáng Áo Thâm. Chùa không có sư ở, có vẻ lạ lùng trên đời. Ấy là chùa Keo Hành Thiện, thuộc huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định. Chuyện kể rằng, khi thiền sư Không Lộ 1016 đến 1094 dựng chùa, dân chúng nơi đây không mấy mặn mà khói nhang, nên Đức Thánh Tổ nổi giận. Trong một đêm mưa gió bão bùng, Đức Thánh đàn không biết bao nhiêu giọ tre cho tất cả tượng Phật vào đó, rồi ngài ngả nón làm thuyền vượt sông Hồng sang đất Thái Bình. Đến giữa sông, ngài ngoảnh cổ lại và nói một lời nguyện rằng sẽ không có vị sư nào đến ở ngôi chùa trên. Câu ấy cứ tồn tại theo miệng nhân thế cho đến bây giờ, nó làm cho ngôi chùa càng tăng thêm tính giã sử. Thế nhưng một sự thật kèm theo là sau này vị sư nào trụ trì đến ở cũng sinh bệnh tật, có vị chết bất đắc kỳ tử, có người sợ lời nguyện nên sớm bỏ đi. Cho đến bây giờ cũng chẳng sư nào ở ngôi chùa này, làm cho tích chuyện thêm kỳ bí. Tại ngôi chùa chỉ có một dòng họ qua 20 đời thay nhau làm thủ tử. Ông thủ tử cho biết, cách đây vài năm, có một vị sư khăn gói từ Thái Bình sang, quyết tâm xin ở lại tu đạo và cũng là nghiên cứu, hóa giải lời nguyện, nhưng rồi cũng phải ra đi. Lúc đó, ông bảo tôi là bị nhức đầu, suy nhược thần kinh, không đủ khả năng để tịnh cái tâm, phải đi mới ổn. Theo diễn đàn Yamaha Moto Việt Nam, bí ẩn lời nguyện trên cây cầu ma mô tả: một nữ sinh xinh đẹp, nặng lòng yêu đương bị người yêu ruồng bỏ sau khi ăn trái cấm. Cô tìm đến cây cầu gieo mình xuống dòng nước với cái thai trong bụng. Người đời đồn rằng cô gái ấy đã để lại lời nguyền độc ác đầy ứng nghiệm cho cây cầu. Bây giờ, nơi cây cầu cô sinh viên đó nhảy xuống đã có tên cầu Hẳn Hoi, mà cái tên cũng rất thảm thương như dấu ấn bi thương để tưởng niệm các cô gái chết trẻ vì tình. Người ta kể rằng, vì cây cầu là nơi nhiều cô gái ở tuổi ô mai tìm đến nhảy xuống dòng sông tự vẫn vì tình, nên dân gian đặt tên cho cầu là cầu Đa Cô. Đi tìm tung tích lời nguyện thì 21 năm về trước, trong lớp K9, trường Cao đẳng Sư phạm Đà Nẵng, nay là trường Đại học Sư phạm Đà Nẵng, có Hoàng T. N. quê ở Hòa Vang, nổi tiếng xinh đẹp nên được nhiều chàng trai để ý. N học rất giỏi, chăm chỉ, bạn bè, thầy cô trong trường ai cũng quý mến. Năm thứ ba, cô phải lòng một chàng sinh viên Đại học Bách khoa Đà Nẵng. Quá say mê yêu đương, sức học của N giảm hẳn. Cái gì đến đã đến, N có bầu đến tháng thứ tư mới biết. Chàng trai biết tin như bừng tỉnh cơn mê. Anh ta hứa về quê xin cha mẹ cho cưới, nhưng rồi không thấy quay trở lại. Thầy Nguyễn Khắc Dinh kể, vào một đêm trăng sáng vằng vặc lạ thường, nửa đêm, khi các phòng đã tắt đèn đi ngủ, thì N mở cửa đi ra. Thấy N vẫn mặc quần áo ngủ nên mọi người không để ý, đến khi đợi mãi không thấy N trở về. N bần thần đi ra cây cầu cách một cây số, nằm ở phía nam trường học. Nhiều người đi chợ đêm thấy cô đứng trên đó khóc thống thiết gọi mẹ, gọi cha, gọi tên người yêu và oán rằng sẽ chết. Mọi người càng can ngăn, N càng hung dữ. Trước khi lao mình xuống dòng nước, N la lên thảm thiết: tôi chết cho thằng đó phải chết. Những ai yêu như tôi sẽ phải chết như tôi tại cây cầu này. Người ta phải dùng rào gai buộc đá kéo, và hai ngày sau mới tìm thấy xác cô. Trong một chương trình trên truyền hình Việt Nam giới thiệu về chùa Thiên Mụ ở Huế, có nhắc đến lời nguyền về tình yêu đôi lứa. Dân gian ở vùng này đồn rằng những lứa đôi trai gái yêu nhau thì chớ đến chùa, không lên tháp phước duyên. Vì những ai yêu nhau khi đến nơi đây, trở về không lý do này thì lý do khác cũng sẽ chia tay. Không biết có phải lời nguyền hay do ngẫu nhiên mà một số bạn sinh viên nói rằng thực tế có những đôi khi đến chùa đã nảy sinh mâu thuẫn, về sau thôi nhau thật.
Nhà sư chủ trì chùa Thiên Mụ cho biết đại ý, chùa ở nơi xa trung tâm, không gian lại tĩnh lặng. Trước kia, nhiều khi các bạn trẻ đến đây thường thể hiện chuyện yêu đương thái quá, không phù hợp với chốn thâm nghiêm ở cảnh chùa. Có lẽ vì thế mà ai đó đã đặt ra chuyện để làm cho mọi người có ý thức giữ gìn thanh tịnh chốn chùa chiền. Người ta còn đồn đại về chuyện một chuyên gia người Nhật bị tử nạn khi sang làm công trình cầu tại bãi cháy ở Hòn Gai, tỉnh Quảng Ninh như một lời nguyện. Linh hồn chuyên gia này cứ thỉnh thoảng lại hiện lên ở dưới chân cầu để báo ứng, và cũng đã có chuyện người nhảy cầu tự tử. Câu chuyện cứ thêu dệt càng trở nên hoang đường, kỳ bí. Đặc biệt sức mạnh tình yêu lứa đôi thường hay được thần tượng hóa và ra giá bằng một lời nguyền. Em nguyền chỉ lấy một anh làm chồng. Một là lấy, hai không là chết. Chết còn hơn bị ép tình duyên. Tình duyên đâu phải uy quyền, tình duyên đâu phải bạc tiền bán mua. Và người ta giữ lấy lời nguyền. Còn khi bước qua lời nguyền hoặc rũ bỏ lời nguyền sẽ trở nên bi kịch. Trong dân gian còn rất nhiều chuyện, kể cả gắn vào ngoại cảm để minh họa như những lời nguyền, làm cho nó trở nên bí hiểm. Chuyện về những lời nguyền cho thấy thường do chính con người dựng đặt mà ra. Nó không phải tự nhiên, không có thánh thần, ma quỷ nào làm ra cả. Cách đây hàng hàng ngàn năm, người Ai Cập cổ đại dựng nên kim tự tháp huyền bí và viết vào tường đá một lời đe dọa. Viên kim cương hy vọng cũng do con người làm ra. Những lời nguyền cũng được dựng nên vô hình trong tâm thức. Cho đến các hình thái gọi là lời nguyền trên hòn đá, chuyện các đời Tổng thống Mỹ, chuyện về hang đá, chiếc vòng mã não, cái chết ở những cây cầu, chùa không có nhà sư. Tất cả đều có nguyên nhân từ con người. Về quan niệm lời nguyền, có hai hình thức, tâm linh có hình và tâm linh vô hình. Lời nguyền bằng tâm thức qua hình thái những chữ, những câu ghi trên vật dụng, kim tự tháp, đồ vật có thật, vòng mã não, đồ cổ trong hang đá, hay câu nói truyền lại mai sau, lời nhà sư nói lại, lời cô gái trước khi nhảy cầu, đưa con người vào thế giới tâm linh qua hình tượng có thật. Lời nguyền qua tâm thức lưu truyền vô hình, như vòng mã não, viên kim cương là hữu hình, là đồ trang sức, tự nó không có lời nguyền. Khi con người dùng nó, lại thần thánh hóa, gán cho nó như có lời nguyền, hoặc vô tình hay ngẫu nhiên trùng lập những sự tai ương thì lại cho rằng lời nguyền của nó phát tác. Sự trùng lập ngẫu nhiên của các đời Tổng thống Mỹ cũng mặc nhiên tâm truyền là lời nguyền trong đó. Nhưng khi đến Tổng thống Ronald Reagan thì bị hóa giải và từ đó cũng mất tiêu khái niệm lời nguyền về ngôi Nhà Trắng và Tổng thống Mỹ. Tính chất chung của lời nguyền đều mang hàm ý cảnh báo hoặc đe dọa, làm cho nó trở nên bí hiểm và sợ hãi. Có khi lời nguyền dành cho tất cả mọi người, như lời nguyền Pharaoh, kim tự tháp, vòng mã não, lời nguyền viên kim cương hy vọng, lời nguyền hang đá. Nhưng cũng có lời nguyền chỉ dành cho cá nhân hoặc số ít người, thường là câu chuyện của tình yêu, không lấy được nhau thì nguyền chỉ có chết. Lời nguyền không phải ngay từ đầu đã hình thành và trở nên bí hiểm. Nó có thể chỉ là một ý đồ nhằm bảo vệ an toàn mãi mãi cho sự bền vững, lưu truyền như lời ghi trên vách đá kim tự tháp. Cũng có khi chỉ là nơi muốn lưu giữ bí mật lâu dài nhưng không có di chúc lại điều gì như các đồ vật cổ trong các hang đá, đền chùa. Nhưng cũng có khi chỉ là hiện vật, không hề có lời ghi, câu dặn gì cả như viên ngọc màu xanh hy vọng. Nhưng đến khi phát hiện ra hoặc đụng chạm vào tự nhiên xảy ra những tai họa và lặp lại nhiều lần liên quan đến nó thì người ta mới gán ghép cho nó là có lời nguyền. Cũng còn rất nhiều chuyện diễn ra trên đời như kẻ cắp vào lấy đồ thờ cúng ở đền, chùa. Sau đó về nếu thấy ốm đau, hoạn nạn thì người ta cho là quả báo chứ không cho là có lời nguyền. Và có lẽ là để giáo dục con người và răn đe kẻ trộm cắp, bất lương mà dân gian đặt ra như thế. Còn nếu chẳng thấy kẻ cắp làm sao, do tên cướp quá cứng bóng vía, táo tợn và không biết sợ hãi,
thì quả báo, lời nguyền đều vô tác dụng. Đã có nhiều nhà nghiên cứu tìm cách giải mã cho bí hiểm lời nguyền. Dù hình thái nào, thì lời nguyền cũng là do con người dựng lên, làm ra. Vì thế, nó phải có ẩn dấu huyền bí về nhân tố con người. Phải chăng trong đó có tâm thức, tinh thần và thực thể của biện pháp khoa học làm nên bí ẩn? Nếu như một dòng chữ có ma lực thị uy cho tư tưởng, tinh thần người ta khi đụng chạm vào, nhìn thấy như ở kim tự tháp, nó sẽ trở nên ám ảnh kinh sợ. Đây là mấu chốt cần có ở một công trình kỳ vĩ, bí ẩn để đầu độc về tinh thần con người mỗi khi ai tiếp cận, có hành vi đụng chạm vào nó. Cùng với thế, có thể người ta đã nghĩ đến chuyện cài đặt, ngâm tầm vào nơi đó những loại chất độc hại, hoặc do lâu đời mà phát sinh những loại siêu vi khuẩn để khi mở ra có sức phát tán mạnh mẽ, nhiễm vào con người. Khủng bố về tâm thần, nghĩ suy, ức chế thần kinh ngày đêm do lo nghĩ, sợ hãi tất sinh điên dại, nhiễm độc, nhiễm trùng sinh ra bệnh tật, ốm đau. Khi cả hai vào một con người phải thành đại họa, bệnh tật, nguy kịch, đột tử, chết người. Cũng từ áp lực tinh thần, tâm lý sợ hãi do ám ảnh bởi lời nói và câu chuyện bi thương, lại bị khủng hoảng vì đang có chuyện đau buồn, thì người ta dễ làm theo những gì ám ảnh để mong giải thoát. Vì vậy, địa điểm ở cây cầu đã xảy ra thảm cảnh, ngộ ra như một thứ thôi miên đưa người cùng cảnh đến đấy quyên sinh mà trở thành giai thoại bi thương ghê sợ của lời nguyền. Như vậy, con người phải có hai điều kiện là bản lĩnh rất vững vàng và thiết bị bảo vệ an toàn tuyệt đối sẽ là hóa giải cho những lời nguyền. Nếu như một người vô tâm, vô thức, không bao giờ có khái niệm sợ hãi về tinh thần thì có lẽ chẳng bao giờ nghĩ có lời nguyền và mình phải chết. Còn nếu vì lý do gì mà chết thì chỉ là chuyện ngẫu nhiên. Hoặc khi nơi bí hiểm, hang sâu có chất độc và con người biết cách phòng tránh độc hại thì khi đến đó những cái chết cũng khó xảy ra. Lời nguyện trước hết gây nên áp lực rất lớn về tâm thức, tinh thần. Áp lực ấy lâu dài, mạnh mẽ sẽ trở thành hội chứng tâm thần dẫn đến những hậu quả không lường. Cùng với tác động mạnh về thể xác thành nguyên nhân của nhiều bí ẩn đau thương, tai họa. Đây cũng là câu hỏi mà khoa học cần làm sáng tỏ. Xã hội văn minh ngày nay với những thiết bị khoa học công nghệ thông minh làm ra những sản phẩm hấp dẫn. Cùng với hiểu biết của con người đã vượt xa những lạc hậu thì giá trị sử dụng vật chất cổ xưa sẽ bị đẩy xuống và những lời nguyền cũng dần dần đi vào quá khứ của tâm thức con người hiện đại. Cũng như tất cả mọi sự trên đời, lời nguyền đều trôi vào dĩ vãng. Có lời nguyền thật sự mất đi, không linh nghiệm nữa, chỉ còn là dư âm trong dân gian đồn đại mà thôi. Nó không là năng lực ngoại cảm, cũng không giống như khái niệm linh hồn. Và lời nguyền cũng chỉ xảy ra ở một số ít người, tuy để lại ám ảnh mang nhiều bí hiểm, hoang đường nhưng không trở thành bi kịch cho cả số đông. Nó không là thánh thần, ma quỷ mà chỉ là di thức tâm thần và thực thể dẫn đến biến cố đau thương, tạo nên bức màn huyền bí về nhận thức trong cộng đồng người. Cảm ơn quý khán thính giả đã lắng nghe. Hãy bấm nút đăng ký kênh chúng tôi để nghe những chương trình mới nhất. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.